Chào cả nhà. Chào cả nhà. Thấy mặt mày là tôi quế tới rồi Vũ. Rồi, chào mọi người nha mọi người. Hôm nay mấy anh em mình đi đầu chuột nha mọi người. Hôm nay đi xuống biển đầu chuột nè. Ở đây thì mình bước xuống biển chắc chừng xíu nữa. Mấy dưới đang xíu là biển rồi. Trời ơi, chưa đi đào được con nào hết, uống nước hết rồi. Này ở dưới rạch bùn nha mọi người, chứ không phải đồng trên nhà mình. Đồng nhà mình nay mới cắt à. Nay mấy anh em mình xuống đây đào thử. À là đào thiệt phải không? Ấy mình căng quá vậy. Đồng này chắc cắt hổm này lâu rồi. Nay ba cái mà rải lên nó ba cái chét nó lên luôn rồi nè. Ê ngoài đó có con gì mới đáp xuống bự lắm mà. Cò hay vậy? Hai lần dạt vậy ra ngoài bắt đi Vũ. Đi Vũ ra ngoài bắt đi. Nướng. Này không biết ở đây nó có cho xả hai vụ không mà. Dưới trên mình bắt xả hai vụ này. Dưới đây tới nay chưa xả nè. Còn trên mình là ngoài trước mới cài đi mới cắt nữa, cắt ở ngoài sau mới cuốn xong ngoài sau nữa là mới cài luôn phải không? Cái ông chủ nhà cũng xách giống rộng rãi luôn à. Chứ vậy mới được. Xong rồi mới cài bắt con xả luôn. Ừ xong rồi bắt mới cài xả luôn à. Ấy giờ mấy bạn ngoài đào đi mình ở đây được không? Ở đây mát quá. Ở ngoài đó thấy nắng à. Chỗ này nữa. Đi câu cá giống rồi. Giống mà ngủ hả? Lấy câu chứ ngồi câu luôn trời. Mấy anh em đang chia ra người bờ đi đi tìm hang nha mọi người. Cái khu vực này nó gần biển nè. Hôm bữa thì mình có xuống đây một lần rồi. Thì nước nó lên cao ngập mí gần mí bờ hết rồi. Rồi hôm nay cái xả cống á. Xả cống cho nên nước rút về xuống nè. Nếu mình đi mấy cái này dám có cá lắm nè, mấy cái này. Cua ở đây nhiều lắm. Hôm đợt rồi mình đi cua đồng mình nhiều dữ lắm. Dẹt cho chẩn đầu dẹt rơm phích. Chút bự à, lại bắt chút bự coi. Chút mẹ. Ừ chẳng dẹt vậy đó. Chuột là mình thích không? Chạy mất rồi. Thế chạy đâu? Hey. Chuột cho bá luôn. Ăn lượm được chuột lứa rồi mọi người. Chuột mẹ nó phóng ra trong hang. Nó phóng ra cái giật mình. Chuột mẹ tổ luôn á. Chạy đâu thấy được đâu gì. Cửa rồi. Lượm nó. Hồi ơi chụp cả. Hay quá rồi. Được. Ai coi gửi cái bao tay cho thằng đó đi chứ đừng đưa thằng này. Này cầm bao tay không được gì đâu. Hay quá, con đầu tiên nha mọi người. Con nào còn ấy được không về cho nó nha. Đóng. Hay quá em ơi. Được. Nè con. Ừ lụm nó luôn. Bắt không kỹ hết vậy fan. Này, chuột lứa. Ê con chuột nào é rồi giục đi bỏ ra đi bỏ vô chi đó vậy? Ừ chết hai con rồi bỏ đi. Bỏ lát con chợt chứ làm gì đâu. Ừ. É bỏ ra đi. Rồi đi quá duyên được trứng hộp vịt nữa hả? Lụm hả? Lụm. Hay dữ trời. Nó kiếm bài vịt đẻ rồi. Đường này hang quá trời luôn. Ê có con vịt lạc à, ai bắt vịt lạc không? Bay luôn. Ờ. Đây đắp lại cái máy bột. Qua vô. Vũ phát hiện có cái hang nữa mọi người. Mới xuống con cá hay cái đi rồi. Mọi người thấy động không? Mênh mông. Đó, ngay chỗ cái đó. Cái đó là cái đập mà ngăn mặn giữa biển và sông mấy sông nhỏ mình mọi người. Cái đó xả đó là ra biển luôn đó.
phía trên đây thì nó có mấy cái điện gió nè, mà xa quá chắc mình mọi người không thấy đâu, có cái điện gió chuột nó chạy lên đó, bự bự đó. Ừ, chuột giờ nó đi lan ngoài luôn rồi, đồng rộng quá mọi người. Rồi cái ban ngày nó đi ăn luôn, đi ăn lan luôn rồi, đi mình thấy luôn nãy mấy con. Chui mất luôn hả? Dính luôn hả? Phải con chuột nãy không? Phải chuột nãy không? Không phải. Nó cái đuôi nữa đó. Con gì chưa ta? Chi trùng hay gì? Ôi nào, này bên đây nè, ăn chụp nè, ăn chụp nè, đây nè, nè. Đây nè, trong đây nè, trong đây nè, trong đây nè, chụp ăn. Ừ đẻ đúng rồi ăn. Hay quá ăn ơi. Đâu? Đâu? Vậy coi chỗ này. Ủa? Lao. Mới thấy chạy ra chỗ này mà. Lấy em á. Trời đâu rồi? Ủa mới chạy thấy chỗ này nằm đây mà. Gì vậy? Coi 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 có hang không? Ủa tổ luôn á, mới thấy chạy ra chỗ ngang mà. Nó vòng lại hả? Con đó là sẽ khác nữa phải không? Canh kỹ vô chụp ăn bụm 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 bụm. Còn cái bắt mẹ đi mày, ấy đủ má con nãy chạy ấy ấy hoài. Ê, con chuột nhỏ mà, đâu ơi, chuột nãy bự lắm. Con nãy tầm kia trở lại á. Bậy phải chuột này. Phải chuột này. Còn con nữa. Con này hết rồi vô. Đừng con lắm mọi người. Con nhỏ xíu mà, con nãy bự lắm, con lúc mày ăn chụp đây bự lắm. Con này nè. Vậy nằm chỗ luôn hả? Hay dữ. Ăn coi chừng cái chân sao. Cái đuôi bự lắm mà. Không, nãy con tuôn đây đuôi bự. Chụp đi. Ủa mẹ mẹ ê hoài. Chạy sao chụp. Con này bự phải rồi, nãy như xíu con này to. Cho nghe đi, đúng rồi. Đúng rồi, hay ăn ơi. Tổ luôn mà. Buông đi. Buông buông buông. Này. Quá trời chuột bự. Con kia xảy ra đâu vậy? Xảy là nó đó, con bự nãy. Bự nè. Sao? Nước chảy. Mấy người thấy không bự. Quá đã, con này bự tố. Con này hả? Ừ. Ôi con này bự tố luôn rồi. Chuột làm như cục cống. Cống lúc luôn mà. Quá phê. Còn một lúc. Vậy mới được. Trời ơi, chuột này có chữa gì vậy? Thì này nói chung là nó cứ đẻ xong rồi nó có chữa, đẻ xong có chữa mà. Có cua mình đâm cua luôn. Cua bắt cua luôn. Đây, cua đồng nè mọi người. Đó à. Ở dưới đây cua này nhiều lắm. Trời nó chạy hoang rồi. Nhiều mà dạng lắm. Cua đồng nó nhiều mà dạng lắm. Dễ ăn. Dễ dễ. Mới đầu chạy rồi. Đây nè, đây nè, tới đây nè. Chụp vô. Đây nè. Rừng Vinh không chụp chuột mà chỉ không hả Vinh? Đi bắt chuột mà đứng chỉ không chết rồi còn hơn caramel nữa. Chuột giờ dễ ăn quá. Sợ ông Vinh thiệt, ông đi theo ông chỉ không? Bắt chuột mẹ giờ hút chuột con phải không? Ờ chuột con à. Ướng à? Nó đẻ dữ lắm, chuột này đẻ sai lắm. Nhiều hơn chân chuột mình nhiều. Bởi hỏi sao mà nó không tàn phá đám ruộng người ta được. Rồi SOS. Chuột gì mà chưa đào tới miệng hang là nó chạy hết rồi mọi người. Đâu mà sao chó Vinh kìa, chó Vinh kìa. Lứa gì chạy nhiều vậy? Ê nè. Trong đây là thử chỗ này là thử. Trong dở cái bao rồi nè. Dở cái đó lên nó nằm trong đó. Ừ nằm trong cơm á. Ê nè ngoài sao em cái chân này vô đây con nè, chỗ này con nè. Ừ. Ở đâu mà rằng vậy?
rồi chui hai rồi nè, quá trời rồi, nè 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 thân thân, hay quá thằng ơi, lứa chưa đụng tới là nó tung chạy ra, nó bỏ bên chỗ chuột gà, nó đi ăn hay gì á, nó chạy kìa, coi nhìn tướng ngang chụp là muốn đạo cho nó đạo đi Sài Gòn ảo mày. Đồng này rộng quá, ít có người đi mọi người. Giờ này chuột đi ăn luôn à. Nó tản ra đi ăn rồi, nhờ cái mình lại nó động. Cái nó tuôn nó gom cho về ổ của nó. Trong đây nè, thử thử cái hang này nãy nên là hai con chui vô thử. Ừ. Cái này nè, thử chạy thử. Nó thử. Ủa sao này, sao này? Vô. Ê, đây nó nè, đây nó nè. Quá trời luôn nè. Đây nó nè, đây nè. Đây này cũng dính luôn nè. Ừ, nó tuôn nó chạy. Bỏ vô cái hang nào hang đâu bỏ vô đây nè. Nè mọi người. Ừ, chuột này chuột gà á. Chụp. Bỏ chuột này gắn thầy quá. Lấy lồng ra, lấy lồng ra. Nó thông nhau buông chưa đó nó chạy tùm lum hết. Hướng chỗ hang nó vô trời. Nghe mấy con mà chuột cặc nhìn nè hoài vậy. Chạy rần luôn đó. Vậy là nó thông với cái chỗ này nãy cũng thuận chui vô thôi ha. Vậy là hết rồi đó. Hết rồi. Có nhiều tuồng ra đó. Nghe lúc đầu này mọi người. Nó thụt vô đó. Đây nè. Cũng được, ăn nước cũng được lắm á. Bự ăn, bắt rắn ăn, ăn nước ăn. Đó, nó hú rồi. Chuyện nó tuôn không chạy, nó tuôn không chạy á. Sấn đè đầu nó bắt luôn, lấy cái len sấn đè đầu bắt luôn. Thụt vô nữa rồi. Đó. Còn nó tự lú đầu lên, mày lấy tay mày chụp luôn được, có mang vô tay sợ gì. Thọt thọt lo chết. Không lo chạy thì chết. Hả? Đang bắt nè. Ê, bự mày. Ê, gì mày? Ôi sao, dính vàng. Chủ ơi. Nước hả? Nước. Bự. Dằn nghế của tổ không ư? Con nghế đã ha. Gì đó, đừng gặp bắt nước hả? Không phải chùa hả? Nước. Trời. Đi nè, thấy gắn rồi thôi, bỏ hả? Vậy, vậy hả? Bớt quần đi bồ ơi. Nước tổ luôn, thấy đầu lúc xíu mà mượn bự kìa, nhằn ghế luôn à. Quá đã. Này nước này phèn. Thả đi hả? Ngang mà thả cho bằng được. Vô luôn. Chuột mẻ. Ôi, nghe nắng lấy sao đi giá lại xúc liền. Bỏ vô chỗ này. Bỏ chỗ đâu gì đâu? Đầu cá. Cứ tắm ly mà. Chuột cắn không sợ luôn, sợ cắn. Bên bự đây nè, ừ. Quá trời cua. Không làm gì được nữa. Vô hội chuột cắn ngắn bấy luôn. Tổ luôn á bộ. Ồ, dàn ghế nè. Phèn. Rắn này nó bị dính phèn rồi, này phải gì tới chanh tẩy nó mới được. Chạy nó tẩy nó mới trắng được. Rồi đi. Con chuột bự chạy lên chỗ ngang nè. Ê, nó chạy lên tới đây nè. Chuột bự nó chạy đây nè. Đâu đủ má tôi ghê vậy. Chuột lứa rồi, chuột bự mà chồng chết hả? Không có quay lại. Kìa. Nó chuột bự á. Nó chạy tao mới đừng chụp luôn á. Đừng rần luôn á. Chuột bự nó quay lại phải không? Ừ. Lứa bự luôn. Con chuột mẹ nãy mày chụp tới chỗ nào vậy? Chỗ này phải không? Hang này nè. Nó ra nó ở ngoài, nó ăn ngoài con bả. Nè, đầu hang này nè. Bên đó nha. Vít canh cái lỗ này vít chụp. Ổ nó đó, ừ. Nước vô nè. Nó trong đó nó tuôn ra lát, không tuôn ra. Con chuột mẹ không biết nó vô đó mà. Chuột con chuột mẹ. Nè, nó chui được cái tay không?
Đấy, chưa bắt được con nào luôn hả? Chưa, đấy. Cái chu là tới tàn phít luôn á. Bên chuột mẹ chạy đâu hay dữ ta. Thì ổ mà nó bị ngập nước á. Quá bỏ vô Vinh ơi. Thập tàu tàu quá bị chết. Ủa hang đi qua đó hả? Ê nó nè 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 nè. Nè nè nè. Tới kìa, tới lúc rắn kìa. Đó, chút chưa kìa. Đó, nữa nè nó chạy lại đó. Nhìn chưa? Hay quá mọi người. Lúa hả? Lúa, có con chuột mẹ đó mà, chuột mẹ không biết nằm đâu nè. Chạy lung tung hết mà. Nó chạy ra nữa kìa, ra nữa nè. Nhìn chưa? Rồi dính đẻ nó rồi. Đào hết hang chưa? Chưa. Rồi nó chạy lung tung hết hả? Ừ. Chờ nó bảy con. Ừ, chuột chuột bảy. Con cốt đi bỏ con cốt đi vậy. Con cốt bỏ cốt luôn hả? Bỏ cốt đi vậy hết. Đó rồi. Được chưa? Được chưa? Nó tới ngang rồi, tới ngang, nó chưa hang nữa nè. Rồi bắt nè, giật từ từ bắt à, ở trong đó đó. Nó chạy đâu nó rồi, nó chụp dính, chụp dính, dính làm gì dính, nó dính dí dính, dính mệt nữa, chưa ăn nữa hả? Hay quá anh ơi. Chuột gì ở bạ không mọi người, nó không có vô hang. Đừng bít đâu, đừng bít là có nó đó. Hay quá vậy, ai chê thành phố gì đâu. Nữa. Tên là cái vậy. Hay. Dẫn lên luôn. Vũ viên à. Thận thận hai thằng đứng la đẳng rồi. Mà giờ thằng Vinh nó mang cái vỏ thì nó còn đứng đây cầm cái phích nước cái bầu đó, giờ muốn la nhiêu rồi la chục mẹ dí dí cá gì ta, cá cá dữ lắm, cái phi rồi á, hàng dí chạy té khói luôn rồi, nó dí kìa mọi người đó, hàng em nó dí kìa. Hàng cốt này thân quá phải không? Rồi hình đó gì đang dí. Còn mấy anh em còn nằm ở ngoài sau nè. Vũ đi quá đi rồi Vinh nó xách lồng đi theo không kịp. Hai thằng fan đi lẹ quá, đi theo mệt chết ạ. À. Chạy cũng le lưỡi. Đảo đảo từ từ cho mình coi với mấy bộ. Tại hai con luôn kìa. Bốn ba hai tay ba con luôn kìa. Hay quá. Ê. Quá phê. Dở dở cùng lắm rồi. Đôi. Còn nữa hả? Còn. Lú 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 ra. Ê, chục con, chục con mẹ kìa. Chục lứa, chục lứa. Lứa mày kìa, lứa đó. Con bay nữa. Ê, nó chạy kìa, nó chạy kìa. Nó nè, nó nè, nó nè. Ê, nó nè, nó nè, nó nè. Nó nè, nó nè. Nó ngồi sau rồi. Ê, nó nữa nè, ê, nó nè. Nó chạy đâu rừng nè. Vô, vô. Chuột. Chuột này đụng cái là nó muốn chạy à. Hai bay lớn, bay lớn nè. Ê dạ. Còn nhỏ lên chuột con dưới á. Nè. Ổ chuột con nữa hả? Ổ chuột con. Nó nè.
còn con chuồng sống rồi. Chẳng lại. Gì vậy? Đây này, vô này, vô nó chạy vô. Dính chưa? Chui ăn cua rồi. Rồi còn ngang quắt được gì không? Gì mà nó buông nó chạy? Trời nó cắn ngốc. Cắn con lủng. Con rồi. Con. Quá wow, trời hút không kịp luôn mọi người. Con thả đi. Đâu thả? Con nghe mà. Nhìn chục mẹ chạy. Lật là có nhiều. Con. Lụm con vô luôn. Nguyên ổ cho con. Lụm vô ăn. Nãy rào đẩy chạy té té. Chi rồi. Đầu. Bỏ vô đây. Bỏ vô đi. Tao bắt chuột con. Làm gì ta? Nhìn làm gì vậy? Gì quá. À. Trời ơi. Cái gì cho chấm món ăn thử con hết ghê à. Rồi, đắp lại. Đi. Cua. Đâu rồi? Cua nè mọi người. Cua đồng. Nãy nó chui đó con phải không? Cái vít này nên có này. Ê, bày thế. Ê, bày nó nè, chạy kìa. Mất hả? Chưa hang rồi đó. Cái gì vậy ta? Kìa. Bích hang lại không, để lát lát lối nó qua lại, nè. Đâu? Kìa. Nó chạy gì tùm lum hết vậy? Nè, chui vô hang nào? Nè. Nó kìa, nó bơi kìa. Lú đầu lên nữa. Hai ba con nữa á. Chui trong lát cua kẹp cũng chạy lên nè. Nó. Không lại nó nghe ra. Ngồi đợi uống nước đợi đi, ngọc lên. Rồi. Bắt tao. Chưa kịp ngọc nữa mọi người. Vũ mới lượm được con chim chép nè mọi người. Chim chép thả đi. Ở đây mình thì mình thấy được mấy cái điện gió nè. Đó, mấy cái điện gió nè mọi người. Xa quá, điện thoại mình mờ quá, thấy không rõ. Cái đồ vậy? Có cái bà nữa, trong đó. Dạ. Bán à, nhậu. Dạ nhậu. Mày đâu được, cái này không phải thuốc đó. Dạ. Lúa nhiều. Tại giờ nó đẻ nó lớn rồi nè, lứa nó đi ăn nè. Nó nhảy với nó đi với mát nó lên. Đi vào bao đi luôn á. Đi tới. Quay coi anh em có người này ở Sài Gòn mới về nè, rồi đi đầu chuột rồi nhìn thấy thương quá. Chụp rồi ghê. Yeah. Ừ, thấy chuột đấy hay tum chúm 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 rồi nhìn thấy mắc cười lắm. Vũ Nguyên Thuận thì đi tới đó rồi mọi người. Còn Phích Duy Ngàn thì bên đây. Chụp. Vũ đang bơi nha mọi người. Vũ thì nó đang đào rồi đó. Đâu ở ngoài luôn ta. Này giống cái dấu của Vũ đào lên mọi người kỳ vậy. Đâu Vũ đạo chứ ai vậy? Đầu nó không bắt được luôn hả? Hay vậy? Đi sao? Nó ở bạ, nó ở ngoài. Ở ngoài á. Chuột nãy nè. Đúng không? Ừ. Chuột nãy nè. Chuột nhèm hả? Ờ.
Hay quá. Có hôm hai phe nữa vậy. Lứa hả? Cái giống ngoài sau Vinh đó Vinh, anh có đạp cái lỗ lại á. Đạp lỗ rồi nè. Ừ, cái lỗ của nó đó. Lỗ nè. Nghe lỗ của chi vậy? Nó đi tới đó. Là cái ổ bên đây nè, mới thấy nó nhùi, mới thấy nó nhùi, ổ ngay chỗ đó đó, là chỗ chừng nè, đạp rồi. Nè, nó ra chỗ này nè, tao mới đạp ngách lại mà. Chảnh có hang chảnh rồi. Đây nè, lừ hang rồi đó. Yeah. Đấy, nó chạy đó, nó chạy đó, đâu nó chạy gần đó. Vô. Nó chạy ra đó. Dưới nước bò lên. Ê. Ê. Ê kìa, đi xuống luôn em hả? Dạ. Dạ mày. Ủa này đã mất tiêu rồi. Bò tùm lum hết vậy. Con mới chạy đó tao chụp hụt mấy mất luôn à. Mẹ đâu? Mẹ còn giống vỗ ơi. Mấy con đó. Mẹ chưa ra. Mấy con nước mà. Thủ nè. Hè còn đi tới nữa mà. Lấy cái lồng ra ông ơi. Đó, con đó. Con anh nó làm việc mà nán. Em bắt con cá này em sợ rồi đâu. Em bò sảy sợ không? Giật mình cái là em hết cái đầu luôn á. Yếu rồi. Gì giống như bắt lươn quá vậy. Nó nói gì nghe chơi nè, em ru nè. Nó bỏ hả? Nó Sài Gòn mới về mà như đi nãy giờ mệt lắm rồi. Chắc chục mẹ. Đợi nó trồi lên. Cua bự rồi. Con gì? Cua. Con chà bá luôn. Ừ, con cua. Rồi cử một người ở lại đi, đứng đợi nó lên đi. Ngang đi. Rồi anh em gian hàng ngang đi, chuẩn bị nó chạy tới đâu chụp tới đó. Vô anh. Nó chạy kìa, chạy kìa. Đó, nó chụp bự á. Đứng trên bờ canh. Nó. Chụp Vinh, chụp. Vinh làm gì vậy? Rồi. À, Vinh đang thủ thế đó hả? Chú he rồi. Hang này nè.
hang nhiều lắm, giờ phải đứng chia ra canh. Nó lú đầu đó. Đào ra, đào ra. Nó chạy đó. An chụp An. Này có nước đào hết khúc bờ luôn á. Hang quá hang mà. Ê chụp bự nè. Ê, ê nó chạy kìa, nó chạy kìa. Nó. Tích dính chụp dính. Nè 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 nè, An chụp An, chụp xuống An. Trời ơi đứng nó thủ không. Nói gì tụi? Nói gì vậy? Chạy ra coi. Hay quá trời. Đáng chưa tôi chụp bự à. Đâu mà đứng ôi sung rụng ngay chốc vậy. Ừ, caramel này không được ai, thôi. Coi dùng đây chạy ra phải không? Nó chạy nữa đó. Bự không? Có từng cái luôn. Dạo đi, để ta canh đi. Bỏ đi. Lứa mà. Có gõ lắm chú ra. Đào đâu cần bít ngách bít bọng gì đâu, bởi vậy chạy tùm lum hết. Rồi hết rồi. Nó gì vũ thì ra lo đào đủ của để ta nè 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 nó này nó này hay quá Phích ơi, hay quá Phích ơi, hay quá Phích mới được thôi chứ dòm đủ lửa nó lặn nữa hả, lỗ ngày ngang tới nó ngay tay dở tay trên ở trên đó tìm lên chảnh thì kìa. Đó, nó lên rồi đó. Đâu? Đâu? Nó nè, nó vô đây nữa rồi. Vô hang nữa rồi. Chạy. Vô đây luôn rồi. Trời ơi, nó dòng gì đó phải không? Ừ, hang này với hang này. Trời ơi, canh cái hang mấy anh. Ê, phải thổn rồi, xanh. Trời ơi, nè, trên đây nè. Nó thông bển mà. Không đâu. Không quá. Thì nó thông tùm lum hết luôn á. Chạy ra đây rồi, xe nước nè. Còn ở trong 2-3 con á. Đi. Từ từ, từ tới. Lúc bỏ rồi. Tới chục mẹ, chục lứa không ạ? Nó nè, nó nè. Tới đây rồi nè. Tới luôn bồ ơi. Tới đâu rồi? Lặn luôn. Trời, mất luôn rồi. Quá chạy vậy. Vui. Đẹp quá trời. Chết rồi nè. Nó. Hay quá Vũ ơi, hay quá Vũ ơi. Đập bập để cho có hướng ta dòm ta biết ta được. Lửa. Chạy xuống á. Rồi chạy đâu biết chạy đâu. Đúng rồi, để giờ phích nào đi. Đó. Công Việt Nam có hết. Hay quá. Lặn riết cũng mệt hả? Chưa cũng mệt nó gì nữa. Đúng rồi, cái hàng đó. Ui da, mày.
Chuẩn bị nè, chuẩn bị tuôn ra chụp nữa nè. Rồi con chuột đâu? Camera này không làm được cái gì á. Đuổi đi. Đuổi gì camera này đi. Bỏ đi, bỏ đi. Đi đây. Chút mét. Hay quá phết ơi. Bự nhỏ. Nhỏ. Ê, lứa nó hình như nó hơi bị bự á. Ừ, lứa lựa ra được. Còn lựa. Lựa. Bỏ đi. Đó rồi. Hiện hang nữa nha mọi người. Chuẩn bị chinh chiến cái hang tiếp tục. Vũ thì nó nói là còn khỏe. Nước tát. Tát hoài không có nước. Tát muốn si luôn. Vì mới vừa môi nó chui ra rồi. Hay vậy, 50 chục bự bồ, chục bự bồ. Trời ơi, phết tay không bắt chuột mà. Vậy thì là bắt được rồi đó hả? Xong rồi. Vậy thì có đầu quay. Mới thì sẵn len vô chuột phóng ra bắt thì không hả? Ờ, kia bắt được con cua nữa kìa, kia hay chứ bộ. Cao thủ. Dí theo con Vinh, mất hả? Đây hả? Để. Con ngách ra cái nào vậy? Cho em lúm nó để. Bên đây, chuột. Ê, con. Ê, đâu vậy? Vinh. Nó chạy Vinh. Thử nè em. Nó chuột bự rồi. Ăn vô ăn, buông ăn. Vô ăn. Nè, Vinh hay quá chứ. Vinh. Nó chạy kìa. Như cái vỏ. Cái vỏ. Chạy nữa hả? Nó chạy lại, nó chạy lại. Chụp Vinh. Chụp. Hay quá. Nó mình bắt Vinh rồi, nó mới dính rồi luôn. Vinh hay vậy. Cắn giò hả? Chạy như điên vậy. Ừ, cắn chết rồi, chuột cắn chịu nổi. Hết đường chạy đó, ngách bên đây đạp rồi. Mẹ bắt rồi mà. Chú con, tơ lướt đến trời mà. Đó, thấy không? Rồi hết rồi. Cắm cái da đầu nè. Ừ, chạy ra đó. À, hai lứa phải không? Ổ ổ đó vậy Vinh. Ừ, dở có lên nằm rần đó. Hút nó vô đi Vinh. Để lẻ Vinh, để nó chạy hồi không còn con nào Vinh. Ừ, ngay chỗ mình Vũ cũng còn. Nhìn sợ gì? Làm gì phui á. Ở hết đây. Rồi, hết rồi, đi. Ừ. Tôi biết rồi. Quá xá mệt rồi. Khi đi thì hăng hái lắm. Khi về thì mệt muốn chết. Đồ hình tan rã. Ê đâu vô giữa dịch người ta vậy?
Mệt không Vinh? Mệt không? Mệt. Đuối như trái chuối hả? Mệt quá mà mệt của người. Giờ anh em mình về thôi. Thôi ơi, nó cắn con chuột cắn. Thôi em lên tôi. Cắn rắn te tu luôn. Thành quả anh em mình nay được chắc được mười mấy chục mẹ quá. Không thấy được. Mười mấy chục mẹ, còn chuột con. Chuột con, chuột lứa thì quá trời, không đếm nổi. Con rắn nữa. Rồi, giờ anh em mình về thôi. Mình nghĩ hả? Điền đó nó gần quá, nó khỏe nữa. Dẫn cái đường di một vòng cái tưng, cái tưng, cái tưng. Quá mệt. Rồi thôi, anh em mình về thôi mọi người. Chào mọi người nha. Chào cả nhà mình nha. Hẹn cả nhà là clip sau nha cả nhà.